Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện quan trọng của lịch sử bóng đá Việt Nam. Vào sáng nay thì tại Bangkok, một trong những trận đấu quan trọng giữa hai quốc gia thù địch với nhau về bóng đá, đó là Việt Nam và Thái Lan, đã diễn ra ở trận gặp mặt nhau đầu tiên trong giải King Cup được tổ chức tại Thái Lan. Và kính thưa quý vị, có thể nói đây là một trận đấu mang nhiều kịch tính chạm trán giữa hai bên liên tục diễn ra đến độ Xuân Trường và Quang Hải đã bị nằm sân. Và trong 90 phút hai bên đã có những cơ hội để lập thành tích, tuy nhiên trận đấu đã không có một cái kết quả nào, vẫn là 0-0. Và trong 4 phút thì có thể là giờ extra time, giờ đã phụ trội thêm, thì hai bên vẫn chiến đấu căng thẳng và có những cái cú sút đặc biệt có thể tận khung thành, nhưng trái bóng đã đi ra ngoài cái gọi cầu môn. Và đặc biệt đến phút thứ 94, kính thưa quý vị, Việt Nam qua một trận cú đá phạt góc, và Xuân Trường đã tìm cách đưa đến vị trí của Anh Đức, và pha đánh đầu tiên của tiền đạo này đã không mạnh, nhưng thủ thành Quagin của Thái Lan đã để lủng lưới. Và kết quả là đội tuyển Việt Nam đã thắng đội tuyển Thái Lan 1-0 trong trận ra quân đầu tiên của giải King Cup. Đây là một trong những sự kiện nóng bỏng. Và phút cuối cùng của trận đấu thì quả phạt góc của Xuân Trường đã tìm đến vị trí của Anh Đức, và pha đánh đầu của tiền đạo này không mạnh, nhưng thủ thành Cao Nguyên đã cản phá không tốt, khiến bóng rơi vào lưới khung thành để cho Việt Nam mang đến một chiến thắng đặc biệt, đó là 1-0 trước 90 phút trận đấu và thêm 4 phút hiệp phụ. Giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan có những cái thành tích như thế nào, có những cái sự kiện như thế nào, thưa Xuân Quỳnh? Thưa quý vị, có thể nói là giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan thì có tổng cộng là 21 cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển này, và Thái Lan đã thắng đến 15 trận và ghi bàn là 44 bàn. Trong khi đó thì Việt Nam chỉ thắng vỏn vẹn là 2 lần và ghi là 14 bàn trong lịch sử. Sự chênh lệch đó đã khiến cho Thái Lan lúc đầu là đã trở thành cái gai trong mắt đối với đội tuyển Việt Nam trên phương diện sân cỏ. Ở chiều ngược lại thì ở đội tuyển xứ chùa vàng lại luôn bình thản và thậm chí là có phần xem nhẹ so với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên tất cả đã thay đổi khi mà ông huấn luyện viên Park Hee-sung đã xuất hiện vào tháng 10 năm 2017, và chỉ sau 2 năm cầm quân, với chiến lược gia người Hàn Quốc này đã khiến cho đội tuyển Việt Nam đã vượt qua mặt Thái Lan và trở thành lá cờ đầu trong khu vực. Bên cạnh các giải vô địch như là AFF Cup 2018 thì ông còn giúp đội tuyển Việt Nam gây tiếng vang lớn ở sân chơi châu lục với tấm huy chương bạc U23 châu Á và bán kết Asia, và gần nhất đó chính là tứ kết giải Asian Cup. Kính thưa quý vị, một trong những sự kiện đặc biệt sáng nay là đến phút thứ 92 thì lúc đó ông huấn luyện viên mới cho Xuân Trường bước vào sân. Và tất cả những sự kiện này khởi đi khi lúc mà Xuân Trường vào thay Tuấn Anh. Và Xuân Trường là một trong những người đã có những cái cú đá phạt rất là đặc biệt. Và đến phút thứ 94, gọi là có những giờ phút cuối cùng của trận đấu, thì Xuân Trường bằng một cái quạt đá phạt góc đã đưa bóng ngay vào vị trí của Anh Đức. Và Anh Đức là chắc quý vị đã biết là một trong những cầu thủ đã gây chiến thắng 1-0 trước Mã Lệ Á. Và đây là một trong những sự kiện đặc biệt, cú đội đầu của Anh Đức có thể nói có thể không có mạnh lắm, nhưng đã có thể nói làm cho thủ thành của đội Thái Lan buông xuôi và không thể nào đỡ bóng được. Đó là kết quả của trận đấu. Có thể nói hôm nay thì đến bây giờ tất cả người dân chúng của tại Hà Nội, tại Sài Gòn, tại Nha Trang, Cần Thơ đều có thể nói là có một cái gọi là đi bão. Hôm nay thì coi như xe cộ chạy ra quá khức và có thể từ hết sức tưởng tượng luôn. Đây, tất cả những sự kiện này liên tục diễn ra và mọi người đều nhìn rằng là Công Phượng cũng có một cái quả đá sụt vọt xa nữa. Công Phượng là một trong những người gọi là trẻ hiện nay của đội tuyển Việt Nam, đá cho một cái đội một câu lạc bộ ở bên Nam Hàn và cũng được ông huấn luyện viên Park Hang-seo gọi về. Và Công Phượng ở phút thứ 73 đã nhận bóng ở thế quay lưng với khung thành, tiền đạo mới vào sân xoay người và dứt điểm khá kỹ thuật, nhưng bóng đã đi vượt vọt xa. Đó là những cái nét chính ở. Nhưng mà đặc biệt ở phút thứ 70 thì Thái Lan
pha đá phạt của Theraton đã vượt qua những cờ rừng, một hàng rừng cầu thủ của Việt Nam. Và trước khi đi lọt vào lưới, nhưng trước đó trọng tài đã thổi phạt lỗi anh kéo áo Edison với anh Đức. Trái bóng đã vào lưới, nhưng trước đó thì phạt lỗi kéo áo của Edison với anh Đức. Tuy nhiên là Edison này đã kéo áo của cầu thủ anh Đức nên bị từ chối bàn thắng. Trong lúc đó thì Tiến Dũng nhận thẻ vàng sau pha chơi bóng bằng tay để ngăn được tấn công của đối thủ. Như vậy là cũng là một trong những sự kiện có thể nói là rất nổi bật nhất. Lại duy nhiên ở phút thứ 65 thì Công Phượng là một trong những cầu thủ như tôi đã trình bày hồi nãy, đó là đã vào thay Văn Toàn để chơi ở trên hàng tiền đạo. Và tất cả những sự kiện này liên tục diễn ra giữa hai bên. Có một cái cú vào phút thứ 58 thì một phút đá phạt nguy hiểm của Thái Lan, bóng được treo vào từ cánh trái và pha đánh đầu phá bóng của một cầu thủ Việt Nam đập vào người đồng đội này ra phía trước khung thành. Dẫu vậy anh Đức đã phá bóng để giải nguy. Tất cả những sự kiện này có thể nói là sôi nổi nhất. Hai pha nguy hiểm liên tiếp của Việt Nam xuất phát từ một pha phạt góc bóng bật ra ngoài cấm địa đến vị trí của Văn Toàn. Thì cầu thủ này tung một cú vô lê và bóng đập vào một cầu thủ Thái Lan đi hết đường biên dọc. Ở pha góc tiếp theo là Tiến Dũng đã đánh đầu nhưng mà đã vọt xà ngang. Nhưng dù sao đi nữa thì có thể nói rằng đây là một trong những chiến thắng lẫy lừng mà không ai mà không thể là có một cái niềm vui đối với đội tuyển Việt Nam. Và như vậy là đội tuyển Việt Nam trong King Cup ra quân đầu tiên đã chiến thắng đội tuyển, một trong những đội tuyển quan trọng và đối thủ quan trọng nhất, kính thưa quý vị, đó là đội tuyển Thái Lan. Bây giờ thì chúng ta hy vọng vào bước tiến trong tương lai của đội Thái Lan. Trước khi chúng tôi đi vào một vài tin tức, quý vị cho phép chúng tôi dừng lại ở đâu để đây để gửi đến quý vị một trong những tin buồn đến với cộng đồng người Việt của chúng ta, đặc biệt là trong những đồng hương Phật tử, và có thể nói riêng đặc biệt nhất là những người đã từng hoạt động trong tại chùa Bảo Quang. Chắc quý vị biết rằng vào những thập niên 80, một trong những vị tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Bình Thuận, đó là Hòa Thượng Thích Quảng Thân, đã đi đến trại Ga Lăng, và ông là một trong những thuyền nhân đi đến định cư ở tại Ga Lăng. Trong một thời gian dài, ông đã hoạt động và xây dựng được những ngôi chùa ở tại Ga Lăng. Tiếp theo là cuộc hành trình đến Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Quảng Thân đã có những chuỗi ngày hoạt động một cách rất tích cực trong vấn đề phát triển Phật giáo tại hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Và sau một thời gian dài thì Ngài đã có công xây dựng một ngôi chùa tọa lạc trên đường New Hope. Kính thưa quý vị, đó là trung tâm văn hóa Phật giáo Bảo Quang. Nếu những ai khó tính đến đâu thì đi ngang qua ngay trên con đường New Hope, chúng ta cũng hãnh diện về một ngôi chùa Phật giáo của Việt Nam được khang trang đã được xây dựng. Và đây là một trong những thành quả của những ngày tháng Thượng Hòa Thượng Thích Quảng Thân gây dựng và xây dựng củng cố cho sự phát triển của Phật giáo tại hải ngoại. Kính thưa quý vị, đó là hình ảnh của Hòa Thượng Thích Quảng Thân. Nhưng kém may mắn cho Hòa Thượng, gần đây Ngài lâm một trọng bệnh và hiện nay đang điều trị tại bệnh viện. Theo một vài nguồn tin thân cận từ gia đình cho biết thì chúng tôi loan tin một cách rất dè dặt, Hòa Thượng cũng khó có thể qua khỏi trong những cái lúc khó khăn này. Và đến bây giờ thì chúng tôi biết được là Hòa Thượng đang trên đường trở lại ngôi chùa. Chúng tôi cũng không biết nói gì hơn. Hôm nay một trong những người mà có thể nói gần gũi với Lido Sài Gòn TV chúng tôi, Ngài đã từng có mặt ở trên cái bục này với chúng tôi trong nhiều ngày qua. Và chúng ta hôm nay dâng lời cầu nguyện cho sức khỏe và tính mạng của Hòa Thượng Thích Quảng Thân ở vào những cái giai đoạn nguy kịch nhất. Chúng tôi hy vọng quý vị cùng hướng về chùa Bảo Quang và dâng một lời cầu nguyện cho Hòa Thượng Thích Quảng Thân. Vâng, kính thưa quý vị, đó là sự kiện với Hòa Thượng Thích Quảng Thân. Nhưng đến bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi trở lại Washington DC và một trong những sự kiện quan trọng liên quan đến một trong những cố vấn thông tin của Tổng thống Donald Trump, đó là bà Hope. Bà Hope Pick là một trong những người mà tôi có điều kiện gặp ở tại Hà Nội vào năm 2017. Đây là một cựu phụ tá của Tổng thống Donald Trump, một trong những phụ nữ có thể nói rất đẹp, rất thông minh và một cái số tuổi rất trẻ. Cô đã từng là cố vấn về là communication media cho ông Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi hay gọi là bà là giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Ốc, bà Hope Hicks. Một thời là từng là phụ tá thân cận của Tổng thống Donald Trump. Bà hôm nay thì có một cái quyết định là bà đồng ý giao nộp cho các nhà điều tra bên Quốc hội các văn kiện liên quan đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống 2016. Trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, một nhà lập pháp hàng đầu của đảng Dân Chủ đã cho biết vào hôm 4 tháng 6.
Chắc là quý vị biết khởi đi khởi đầu của sự nghiệp chính trị của bà Hope Hicks là bà này là một trong những người làm việc cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Và sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử thì bà được tuyển chọn để trở thành một trong những thành viên gọi là hoạt động tích cực cho Tổng thống Donald Trump, thưa Xuân Kinh. Đúng vậy thưa quý vị, cựu giám đốc truyền thông tòa Bạch Ốc, bà Hope Hicks một thời là một phụ tá rất là thân cận của Tổng thống Donald Trump, đồng ý để giao nộp cho các nhà điều tra bên Quốc hội cũng như các văn kiện liên quan đến chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm 2016 của Tổng thống Donald Trump. Một nhà lập pháp hàng đầu của đảng Dân Chủ cho biết vào hôm 4 đầy tháng 6 vừa qua, động thái này là một bước tiến cho Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện trong các cuộc điều tra về Tổng thống Donald Trump, về chiến dịch tranh cử cũng như nhiệm kỳ Tổng thống đã đầy xáo trộn cho các lợi ích kinh doanh của chính Tổng thống. Bà Hope Hicks đồng ý cung cấp tất cả các giấy tờ hồ sơ từ chiến dịch tranh cử, bất chấp một chỉ thị nào của Tòa Bạch Ốc khuyến cáo bà chớ giao cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện những tài liệu từ thời bà làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Bà Hicks và cựu luật sư của Tòa Bạch Ốc là Anitin Donison đã được trát đòi của Ủy ban hôm 21 tháng 5 trong lúc Ủy ban muốn tìm hiểu xem liệu Tổng thống Donald Trump có cản trở cuộc điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 hay không, cũng như tất cả các mối liên hệ giữa ban vận động của Tổng thống Donald Trump với Moscow. Tòa Bạch Ốc chỉ thị bà Hicks và luật sư Donison không được nộp giấy tờ liên quan đến chính quyền của Trump và nói rằng các tài liệu này dính líu tới các quyền lợi bảo mật của hành pháp và đặc biệt là cái quyền tối cao của hành pháp. Bà Hicks thôi chức giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc hồi tháng 2 năm ngoái và Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã lên lịch các buổi điều trần riêng biệt với bà Hope Hicks và luật sư Donaldson vào cuối tháng này, lại thêm một rắc rối cho Tổng thống Donald Trump nữa không thưa Xuân Kinh? Đúng vậy thưa anh ơi. Đây là một trong những cái sự kiện liên tục đối với Tổng thống Donald Trump sau khi mà ông Robert Mueller từ chức ở cái chức vụ gọi là công tố viên đặc biệt, thì đến bây giờ bà Hope Hicks là một trong những, và ông luật sư của Tổng thống Donald Trump đó là ông Donaldson đã có thể nói đồng ý bất chấp những lời khuyên và những lời can ngăn của Tòa Bạch Ốc. Họ đã nộp tất cả những hồ sơ liên quan đến những cái chiến dịch tranh cử. Và đây là một, có thể nói là một cái sự kiện có thể nói làm ngỡ ngàng Tổng thống Donald Trump sau chuyến viếng thăm Anh trở về. Liệu ông sẽ đối xử và có những cái phương pháp như thế nào để ngăn chặn cuộc điều trần của bà Hope Hicks, là một trong những người mà rất thân cận với ông, và có thể nói là cuộc điều trần này có thể nó không mang lại những cái điều gì tốt đẹp cho Tổng thống Donald Trump trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong những giây phút vừa qua, và hy vọng quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng với anh Nguyễn Trường và Thảo Yên qua Thời sự Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.